Thưa quý vị, Bộ Công Thương mới đây yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nghiên cứu xây dựng cách tính giá điện mới gồm hai thành phần là giá công suất và giá điện năng. Trước những băn khoăn về cách tính này, Cục Điều tiết Điện lực đã đưa ra lý giải. Cục Điều tiết Điện lực cho rằng, kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết các nước trong khu vực và trên thế giới đều áp dụng giá điện hai thành phần vì sẽ đưa ra tín hiệu đúng cho cả hai bên sản xuất điện và bên tiêu thụ điện để nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc phân bổ sử dụng nguồn lực hợp lý. Khi áp dụng thêm thành phần giá công suất sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả, góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện và tiết kiệm được tiền điện, đồng thời giúp giảm việc đầu tư công suất nguồn và mở rộng lưới điện. Theo đó, khách hàng có cùng sản lượng điện sử dụng theo tháng, nhưng có hệ số phụ tải thấp thì phải trả giá cao hơn khách hàng có hệ số phụ tải cao. Cục Điều tiết Điện lực nêu quan điểm, việc áp dụng giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng đem lại lợi ích cho cả khách hàng và đảm bảo thu hồi được chi phí đầu tư của ngành điện. Cơ chế giá điện hai thành phần được xem như biện pháp quản lý nhu cầu phụ tải điện tự nhiên. Doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần có thể chuyển trả tiền hàng năm để giảm áp lực tài chính, từ đó có thể hạ giá nhà. Đây là điểm mới được quy định tại Điều 30 về quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất, Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua vào hôm qua. Theo đó, tổ chức kinh tế cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê được lựa chọn chuyển sang trả tiền hàng năm. Phần tiền thuê đất đã nộp trước đó sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ. Trước đây, Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định việc doanh nghiệp cá nhân được phép thay đổi từ trả tiền thuê đất hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Còn quyền chuyển đổi ngược lại từ trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm thì chưa được đề cập. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, việc được nộp tiền sử dụng đất hàng năm giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời gian đầu triển khai dự án. Nhờ vậy, giá bán bất động sản cũng có cơ hội được điều chỉnh về mức hợp lý hơn, chất lượng sản phẩm thì hoàn thiện tốt hơn. Trong khi đó, nhà nước cũng có cơ hội tăng thu nhờ các giá trị tăng thêm của đất đai theo thời gian, thay vì chỉ dừng lại ở việc nhận một cục. Như vậy là với hơn 87% đại biểu Quốc hội tán thành, và hôm qua Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi sau 4 kỳ họp. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật Đất đai sửa đổi, theo các đại biểu Quốc hội, việc thông qua luật ngay tại kỳ họp bất thường đầu năm của Quốc hội là rất kịp thời và cần thiết. Cái luật đất đai thông qua sẽ tạo cú hích cho thị trường bất động sản và cái môi trường đầu tư kinh doanh. Các nhà đầu tư cũng rất hy vọng mà khi mà chúng ta xác định được một cái giá đất nó phù hợp thì nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ vào Việt Nam. Đấy, hoặc là những cái sự an toàn cho cán bộ của chúng ta trong vấn đề mà tham gia xác định giá đất. Đó. Còn hệ thống các tổ chức tín dụng thì qua cái dự luật này cũng đảm bảo được cái sự an toàn của hệ thống và phòng ngừa được những cái mà hiện tượng mà gây khó khăn hoặc là lừa đảo đối với lại người đi vay tiền hoặc là người đi gửi tiền trong thời khắc phục được trong cái việc đó trong thời gian tới. Luật đất đai là một những luật khó và có tác động rất lớn, nên chính vì thế với cái sự cẩn trọng của Quốc hội khi thông qua trong cái việc mà thời gian 4 kỳ họp thì đấy cũng đã thấy đang là một trong những nội dung rất lớn, và chúng ta tin tưởng rằng với cái tỷ lệ mà thông qua của luật đất đai ngày hôm nay thì chúng ta cũng tin tưởng rằng là chúng ta cái vấn đề thực hiện đối với các nghị định thông tư sau này chúng ta sẽ có niềm tin về cái việc thực hiện trong quá trình triển khai luật đất đai. Để mà đánh giá thì chúng ta phải nói rằng là Luật Đất đai lần này phải nói rằng là rất là toàn diện, có thể nói là tháo gỡ hầu hết tất cả những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương cũng như là trong vấn đề quản lý đất đai địa phương ở dưới cơ sở. Thế và nó sẽ tạo ra một cái xung lực rất lớn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian tới. Công an thành phố Hà Nội mới đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo dịch vụ công giả mạo. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng sẽ dẫn dắt người dân cài đặt ứng dụng giả mạo về điện thoại hoặc truy cập vào đường link cài đặt ứng dụng giả mạo gần giống với cổng dịch vụ công để lừa đảo. Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn của 6 bị hại trình báo về việc bị chiếm đoạt với tổng số tiền 20,6 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 15,3 tỷ. Theo Công an Hà Nội, thủ đoạn của những đối tượng trên là tạo ra những ứng dụng có giao diện giống với ứng dụng cổng dịch vụ công. Tiếp đó, để tạo uy tín thực hiện hành vi lừa đảo, chúng giả danh là cán bộ công an phường, công an quận, thông báo căn cước công dân chưa được đồng bộ dữ liệu đất đai, chưa cập nhật thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, cập nhật thông tin bằng lái xe chưa thành công.
Để tránh trở thành nạn nhân của chiêu trò này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng, không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo yêu cầu thông qua điện thoại. Hiện nay, cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, nhưng thực tế nhiều người vẫn mắc bẫy. Làm thế nào để ngăn chặn được tình trạng này? Chắc chắn cần phải có một giải pháp chiến lược tổng thể và quan trọng hơn là sự tỉnh táo từ phía người dân. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, đầu số 156 cũng được sử dụng chung để tiếp nhận các yêu cầu tra cứu thông tin tên miền và phản ánh cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông liên tục triệt phá và xử lý hàng chục vụ dùng trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác và lừa đảo. Đáng chú ý, năm 2023, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quân chiến dịch rầm rộ quét sim rác. Tính đến ngày 15 tháng 5, hơn 2,8 triệu thuê bao đã chuẩn hóa thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chúng tôi sẽ có cái đợt kiểm tra và cũng như là rút kinh nghiệm để chúng ta có tiếp tục các cái hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao này đi vào nền nếp, và nó là một công việc thường xuyên góp phần cho cái thị trường dịch vụ điện thoại di động thực sự là văn minh và an toàn. Đó là thực trạng về sim rác hiện nay, còn các tài khoản ngân hàng rác, thẻ ngân hàng rác thì ra sao? Thực tế, chỉ cần vào chợ đen online, không cần căn cước công dân, không cần điện thoại chính chủ, vẫn có thể mua bán dễ dàng tài khoản ngân hàng. Trước thực trạng này, tháng 4 năm 2023, Bộ Công an đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tập trung làm sạch 25 triệu hồ sơ khách hàng. Quá trình làm sạch nhằm đảm bảo 100% dữ liệu khách hàng được xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Gần đây, cuối tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định số 2345 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chuyển khoản trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học. Đây là quá trình bảo mật mà người dân có thể dùng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNEID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Khi mà khách hàng chuyển tiền thì chúng tôi cho phép khách hàng phải nâng cái mức độ xác thực lên cao nhất, nghĩa là xác thực bằng sinh trắc học với khách hàng để đảm bảo là không ai có thể lợi dụng được cái tài khoản của mình. Người ta có thể chiếm đoạt mật khẩu, người ta có thể chiếm đoạt OTP bằng nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên khuôn mặt của khách hàng thì chính là sở hữu của khách hàng và bởi vì rất khó lợi dụng. Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới thì cùng với sự chung tay của cố gắng của tất cả các cái tổ chức tín dụng, các trung gian thanh toán thì trong cái việc thực thi các cái chỉ đạo quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước đặt trong cái việc đảm bảo là mở và sử dụng chính chủ tài khoản và ví điện tử thì sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất cái việc mà sử dụng các cái tài khoản ví điện tử không chính chủ cho các hành vi gian lận lừa đảo và không đúng quy định pháp luật. Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng trong 2 tuần đầu của năm 2024, trung bình mỗi đêm có khoảng 6.000 đến 7.000 con lợn từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam. Do vậy, hiệp hội này tiếp tục kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng nhập lậu lợn phức tạp hiện nay. Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai phản ánh vào thời điểm Tết Nguyên đán năm nay, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên việc nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập các đoàn kiểm tra kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển buôn bán trái phép lợn vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Theo tính toán, số lượng lợn nhập khẩu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày. Với giá bán chỉ dao động trên dưới 50.000 đồng một kg lợn hơi, lợi nhuận lợn nhập lậu đang khiến người chăn nuôi trong nước gặp vô vàn khó khăn, phải bán dưới giá thành sản xuất. Đặc biệt, trong suốt thời gian vừa qua, ngành chăn nuôi trong nước chịu nhiều áp lực từ dịch bệnh, sản xuất dưới giá thành bị lỗ, thậm chí nhiều trang trại hoặc hộ chăn nuôi phải giảm đàn hoặc ngưng nuôi. Với màu đỏ đặc trưng và tạo hình độc đáo, loại bưởi đỏ ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội đang có giá bán khoảng 250 tới 300.000 đồng một quả. Tuy giá cao nhưng loại quả này vẫn cháy hàng dịp cận Tết. Đại diện hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao, xã Tráng Việt cho biết, thời điểm này có khoảng 95% số bưởi đỏ tại thôn đã được đặt hàng. Đối với những quả bưởi không tạo hình sẽ có mức giá bán từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng một quả. Có những loại được tạo hình thì mức giá dao động từ khoảng 250.000 đồng đến 300.000 đồng một quả. Theo người trồng bưởi, bưởi đỏ Đông Cao có hai loại như bưởi đỏ bánh men và bưởi đỏ trái nũm.
Bưởi bánh men thường được người dân ép khuôn tài lộc, còn bưởi trái núm được tạo hình nậm rượu. Những quả không làm được khuôn sẽ được các hộ dân gói theo lãng làm quà tặng dịp Tết. Nếu chăm sóc tốt và đúng kỹ thuật, mỗi cây sẽ cho khoảng từ 80 đến 100 quả bưởi đỏ. Song để có quả có chữ tài lộc đúng dịp cận Tết, nhiều hộ dân tại đây sẽ phải bọc khuôn quả bưởi từ đầu tháng 6 khi quả bưởi đang còn non và xanh. Với hơn 1.100 cơ sở lưu trú, hơn 60.000 phòng, trong đó trên 50% là khách sạn 3 sao trở lên, Nha Trang Khánh Hòa là một trong những địa phương sở hữu lượng phòng lưu trú nhiều nhất cả nước. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, lượng khách du lịch chưa thể phục hồi như trước đây. Nhiều cơ sở lưu trú đua nhau hạ giá để cạnh tranh, thu hút khách. Thực trạng này không chỉ làm rối loạn giá cả dịch vụ lưu trú, mà về lâu dài còn ảnh hưởng đến chất lượng thương hiệu của du lịch Nha Trang Khánh Hòa. Khảo sát tại các trang web bán phòng trực tuyến như booking.com, agoda.com, hiện nay giá phòng khách sạn được gắn 3-4 sao tại thành phố Nha Trang lại có mức giá rẻ bất ngờ. Có những khách sạn vốn có giá từ 1-2 triệu đồng một đêm cho phòng 2 người, nay giảm xuống còn vài trăm nghìn đồng. Áp lực thừa phòng, thiếu khách khiến nhiều khách sạn giảm giá phòng bất chấp. Khách sạn này hạ giá thì khách sạn khác cũng buộc phải hạ giá theo. Nhiều khách sạn bán giá giảm 30%, thậm chí giảm đến 50-60% so với mức giá lâu nay. Ví dụ như 4 sao thì tầm 450-500 ngàn thì quá thấp cho 2 người bằng một cái khách sạn 2 sao như được trước thôi. Đó. Còn phần trăm thì đó, hồi trước thì tầm 900 thì cũng tạm ổn. Thì bây giờ giá như vậy bằng 50, giảm 50% luôn. Và các khách sạn cứ làm như vậy mãi thì em biết rồi, không có lãi. Mà kéo theo cái dịch vụ đi xuống nữa, thì Nha Trang mình thì càng ngày thì càng sẽ càng mất khách. Việc hạ giá phòng để phù hợp với túi tiền của du khách trong nước, xét thực chất là có tác động đến kích cầu du lịch. Tuy nhiên, việc hạ giá phòng tràn lan như hiện nay, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến ngành du lịch địa phương. Bởi khi đã bán phòng với giá quá rẻ, thì khách sạn cũng sẽ phải cắt giảm nhiều khoản khác để đảm bảo cân đối thu chi, kéo theo chất lượng dịch vụ sẽ sụt giảm so với trước. Ngoài ra, hiện nay tại Nha Trang cũng xuất hiện nhiều trường hợp các khách sạn tự nâng hạng sao trên các trang mạng xã hội và các trang thương mại điện tử để bán phòng cho khách du lịch, gây nhiễu loạn thông tin thị trường. Những cái thành phố lân cận của chúng ta như Phan Rang, Phan Thiết hoặc là Đà Lạt thì giá bán của họ cao gần gấp đôi giá của Nha Trang. Đó là trong cùng một cái phân khúc. Vấn đề là có nhiều khách sạn không đủ sao nhưng vẫn đăng ký lên trên trang mạng, nâng sao lên, tự phong là họ tự phong cho họ 4 sao, 5 sao. Nhưng thực chất thì không có ai cấp cái giấy chứng nhận cho khách sạn đó. Chính vì vấn đề đó thì là khách hàng cũng bị nhầm. Nó cũng là cái vấn đề mà nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín. Du lịch muốn phục hồi thì phải thu hút khách, nhưng muốn phát triển bền vững thì trước hết phải giữ vững được thương hiệu, chất lượng. Nếu cứ đua nhau giảm giá để thu hút du khách như hiện nay sẽ vô cùng nguy hại. Họ bán dưới giá chất lượng của họ thì họ sẽ bị thanh tra quản lý nhà nước về phục vụ của họ, chất lượng không đạt. Ví dụ 5 sao bán giá 3 sao thì đương nhiên chất lượng sẽ giảm và sẽ bị cơ quan thanh tra quản lý nhà nước là họ sẽ hạ sao hoặc rút sao vì vi phạm quy định về chất lượng. Muốn giữ giá các bạn phải giữ chất lượng, các bạn phải giữ cho được cái phong cách phục vụ của mình. Các bạn đừng chạy theo thị trường thì như vậy chất lượng của bạn ổn định thì giá của bạn phải ổn định. Vì cái người du khách họ đi khi đến sử dụng chất lượng của bạn họ đang rất muốn nè, tôi đang ở 5 sao thì chất lượng phải 5 sao, tôi không thể ở 5 sao mà chất lượng 3 sao được. Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch. Các chỉ tiêu du lịch đều vượt xa kế hoạch đề ra. Dù tín hiệu phục hồi du lịch rất tốt, song thực tế với số lượng phòng tăng quá nhanh trong những năm trước, thì hiện nay các khách sạn vẫn không tránh khỏi tình trạng thiếu khách để lấp đầy công suất phòng. Muốn giải quyết được vấn đề này, nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành cho rằng cần xây dựng được mức giá sàn cho các khách sạn từ 3 đến 5 sao và không được bán thấp hơn. Đồng thời cũng phải có các quy định về đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh tình trạng giá phòng hạ xuống thì chất lượng dịch vụ cũng không đảm bảo. Bản tin của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang tới gần, cũng là thời điểm nhu cầu việc làm thời vụ tăng cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp đang thông báo tuyển dụng hàng ngàn việc làm ở các vị trí như lưu trú và ăn uống, bán buôn, bán lẻ, du lịch, dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ, nhân viên đóng gói, giao hàng, kinh doanh, khiến thị trường lao động thời vụ trở nên sôi động. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống.